hoa tạng đi con đường này của ngài con đường này đích thực là con đường hạnh phúc cao nhất của nhân sanh phía sau ngài nêu ra khởi tính luận trên khởi tính luận nói Như lai tạng cụ túc vô lượng tánh công đức cố Kỳ thực câu nói này Chính là Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ Ý nghĩa cùng với câu nói này là hoàn toàn giống nhau Phía sau lại nói tạng tạng là cái ý gì tạng là ý nghĩa của khoa tạng phía trước chúng ta cũng đã nói qua bao gồm tất cả công đức của chư phật ở ngay trong đó chính là gồm thâu ở ngay trong đó nên gọi là như lai tạng Thiền hành công đức vị năng khởi cố bất danh pháp thân, cái ý nghĩa này rất hoàn chỉnh. đây là ở vị trí phạm phu, công đức hiện hành không thể hiện tiền, cho nên không gọi là pháp thân. vì thì chúng ta liền biết, khi mê thì gọi là như lai tạng, khi giác ngộ liền chứng được pháp thân. vì sao vậy? Trông như lai tạng vô lượng công đức đều hiện tiền, chư Phật bao gồm tất cả công đức đều hiện tiền, nó khởi tác dụng đều hiện ngay trong cuộc sống, đều hiện ngay trong công việc, đối nhân sự thế tiếp vật tràn đầy trí tuệ, đức tướng tướng thảo. đó chính là phật chứng được pháp thân thì gọi là phật phía sau trong khởi tính luận nghĩa ký nói ẩn thời năng xuất sanh như lai danh như lai tạng ẩn thời là khi ẩn tạng khi ẩn tạng thì như lai tạng trong đó không sanh khởi không sanh khởi thế nhưng khi họ vừa giác ngộ thì liền sanh ra như lai liền hiện tiền cho nên gọi như lai tạng phía sau có câu trong hoạt nói năng nhiếp cố xuất sanh giả từ những cách nói này chúng ta dần dần đều hiểu rõ phía sau nói hiện thời di dạng đức y chỉ danh di pháp thân cái ý này hay chính là ẩn hiện khi ẩn thì gọi là như lai tạng khi hiện thì gọi là pháp thân cho nên rất là tưởng tận đối với chúng ta trong kinh luận đều nói vấn đề này ẩn hiện khác nhau pháp thân cùng như lai tạng là hai mặt một thể đại ý của như lai tạng chúng ta đều hiểu rõ có sự giúp đỡ rất tốt đối với chúng ta hiểu tường tận là nhìn thấu sau khi nhìn thấu mới chịu buông bỏ biết được công đức lợi ích của buông bỏ là không cách gì tưởng tượng không biết được chân tướng sự thật khuyên bạn buông bỏ bạn không chịu buông bỏ bạn cho rằng vừa buông bỏ thì tôi sẽ không còn thứ gì việc này cũng không thể trách mọi người vì sao vậy dường như sự thật bày ra ngay trước mặt không giống như phật đã nói Phật dạy chúng ta buông bỏ tiền của Thì bạn được tiền của Tôi buông bỏ rồi Thật có được hay không? Không có được Đó là do nguyên nhân gì? Có phải Phật nói sai không? Phật không hề nói sai Chúng ta hiểu sai cái ý của Phật chúng ta chưa buông bỏ Chính mình cho rằng buông bỏ Kỳ thực chưa buông bỏ Chúng ta ở nơi đó đầu cơ kiếm lợi Giống như buôn bán vậy Bạn bỏ ra một đồng Ngày mai liền kiếm được một dạng đồng Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng Một vốn dạng lời Tâm cầu may dùng cái tâm đầu cơ kiếm lời để học phật bạn làm sao có thể có thành tựu thì bạn làm sao có thể có cảm ứng làm gì có loại đạo lý này trong đây có một nguyên lý có một chân lý chính là nhìn thấu buông bỏ của chúng ta phải tương ưng với tánh đức mới có thể khởi được tác dụng Chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ Đó là giác ngộ Buông bỏ cái gì Bạn mới thật giác ngộ Buông bỏ bất hiếu cha mẹ Buông bỏ bất kính cha mẹ Bởi vì bất hiếu bất kính Là phiền não Không phải là tánh đức Hiếu cha mẹ Kính cha mẹ là tánh đức Tánh đức Nó tương ứng với trí tuệ Đức tướng của tự tánh Khởi tác dụng cảm ứng đạo giao Phật thật là không hề nói sai Chúng ta chính mình Nghe kinh Đọc kinh Chúng ta Đem cái ý nghĩa của Phật nghĩ sai Hiểu sai Vì sao có thể sai vậy? Tâm của ta vốn dĩ là sai Dòng tâm nó không phải chân tâm Chân tâm mà nghe kinh Mà nghe pháp Cái bạn được chân thật là chánh tri, chánh kiến Chúng ta không phải là chân tâm nghe kinh thính pháp cái đạt được phần nhiều vẫn là tà tri tà kiến cho nên đó mới gọi là thật khó ai có thể buông bỏ được tự tư tự lợi thế nhưng chúng ta đều là phàm phu hơn nữa, căn tánh đều không nhạy bén nên gọi là căn tánh trung hạn chính tôi cũng là thuộc về căn tánh trung hạn làm thế nào mới có thể chuyển đổi lại được nhưng dần chuyển đổi không nên gấp cũng giống như một khúc gỗ ngâm ở trong nước đã ngâm mấy mươi năm thẩm thấu rồi Chúng ta muốn hỏi Trong cái khúc gỗ này còn có lửa hay không? Còn có thể đốt cháy được hay không? Trong tánh của mộc Có hàm chứa hỏa Khẳng định có thể đốt cháy Thế nhưng hiện tại nó bị ẩm ướt Có đốt thế nào cũng đốt không cháy Thế nhưng chỉ cần bạn có lòng nhẫn nại Bạn có thời gian dài Bạn từ từ mà đốt một năm đốt không cháy thì hai năm hai năm đốt không cháy thì ba năm tôi tin tưởng có thể mười năm hai mươi năm khẳng định đốt cháy chính là phải có lòng nhẫn nại phải có tâm bền vững bám chặt không rời chúng ta học kinh giáo chính là đi qua quá trình này Khi nhưng nhân ban đầu Đương nhiên Vẫn là thiện căn của đời trước Nhà Phật nói Thiện căn phước đức nhân duyên Có thiện căn Chính là bạn có thể tin Bạn sau khi tiếp xúc Có thể tin có thể, tin, có thể hiểu Đó là thiện căn Chịu thật làm Đó chính là phước đức gặp được duyên vì mới có thể đi trên con đường thành công chính mình trong đời quá khứ có được chút thiện căn ở ngay trong một đời này có thể gặp được lão sư phương đó là duyên vừa giới thiệu chúng ta liền tin tưởng liền chịu làm Để chính là phước đức là được rất là cổ cực không thoái chuyển mỗi ngày đọc kinh càng đọc càng có mùi vị mười năm đầu thật là rất khó vì sao vậy mười năm đầu đọc không hiểu có thể thể hội được ý này rất là nông cạn cũng chính là chúng ta thường nói không có được pháp hỷ Phụ tự đã nói, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ, cái hoa hỷ đó bạn không có được. Cũng chính là, 10 năm trước, đều là rơi vào trong Phật học thường thức. Không ngộ được nghĩa lý. Đó là một cửa ải rất khó qua. Cho nên luôn luôn đây là một cửa ải của người học Phật Nếu không thể đột phá thì thoái chuyển Thì không học Vậy thì không cách gì Nếu như chịu học Bám chặt không rời 20 năm, 30 năm Khẳng định có chỗ ngộ thì pháp hỷ hiện tiền cũng chính là học phật thưởng thức được mùi vị của phật pháp gọi là pháp vị người xưa có một câu nói rất hay nếu như bạn thưởng thức được pháp vị họ nói thí vị làm gì nồng như pháp vị thí vị là các loại khoái lạc của thế gian mùi vị thế gian danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần mùi gì này không thể so sánh với phật pháp gì của phật pháp nồng hơn so với gì đó nhiều trong phật pháp có chân lạc thế vị năm dục sáu trần nhân vọng lời dưỡng những thứ này người thế gian cho rằng là vui là có vui cái vui đó như thứ gì vậy như bạch phiến như chích xì ke sau khi vui qua rồi Buồn liền đến Là cực sanh bi Nó có khổ Không như Phật Pháp Cái vui của Phật Pháp là dịch hằng bất biến Đó là chân lạc Vì bạn cần phải thời gian rất dài Tâm bạn từ từ định lại Tâm định liền khai trí tuệ trí tuệ khai rồi lại tiếp xúc phật kinh bạn sẽ xem thấy mỗi câu mỗi chữ đều là vô lượng nghĩa chúng ta khẳng định đích thực là vô lượng nghĩa việc này một chút của không giả mỗi một chữ xuất sanh vô tận gọi là vô tận nghĩa mỗi câu mỗi chữ vô tận nghĩa chúng ta tin tưởng vào từ chỗ nào Mỗi năm đều đọc bộ kinh này Mỗi năm đều có ý mới lộ ra Lần trước đọc không hề thấy Lần này đọc ý nghĩa lại dâng lên Cho nên cái kinh này Liền dịnh diện có hứng thú Đọc không biết chán Mỗi biến đều có ý mới Nó là sống không phải là chết Cho nên đi chính là tánh đức Tánh đức tương ứng với nó Nó có phải là tánh đức hay không? Nó là tánh đức Bồ Tát Di Lạc nói rất hay Mỗi niệm thành hình Hình đều có thức Vì sao nó không phải là tánh đức? Niệm là tánh đức Trong niệm thành hình Hiện tượng vật chất là tánh đức trong hiện tượng vật chất Hàm chứa tinh thần vẫn là tánh đức Pháp dị vô cùng Có thể nếm được đến đây Thì bạn vĩnh viễn sẽ không thoái chuyện Khó khăn gì cũng không làm khó được bạn Thế nhưng việc này Cần phải có công phu Trên 30 năm trở lên bám chặt không rời, bạn mới có thể có được. Bạn không có công phu này thì không được. Hơn nữa còn phải thật làm, làm chính là y giáo phụ hành. ở trong kinh giáo Phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta thật làm, làm đầy đủ không mất đi chút nào. trước tiên là tự độ chính mình được lợi ích chính mình được lợi ích mới có thể giúp đỡ người khác chính mình không có được thì không cách gì giúp đỡ người khác cho nên trước tiên phải thành tựu chính mình tự lợi mới có thể lợi tha tự lợi chính là lợi tha Lợi tha chính là tự lợi Tự tha không hai Cho nên bạn liền sẽ rất nhiệt tâm Chân thật là đại từ đại bi Nhiệt tâm vì tất cả chúng sanh phục vụ Bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi Bạn cũng sẽ không còn cảm thấy khổ cực Vì sao vậy? Đến cảnh giới đó Dần dần sẽ không còn chấp trước ta không còn chấp trước cái thân thể này của ta thì mỗi ngày làm việc không biết mệt ai mệt vậy ta mệt có ta thì sẽ mệt không có ta thì sẽ không biết mệt vô ngã thì chân thật khế nhập cảnh giới của phật bồ tát có ta thì người sẽ già sẽ suy yếu vô ngã thì họ không già thì họ cũng sẽ không suy yếu có ta thì có sanh tử thì có bệnh khổ vô ngã thì ai bị bệnh ai sanh tử không có việc này cũng là Phật thường nói trong Kinh giáo Đại Thừa Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Cho nên học Phật Hãy đầu tiên phá ngã chấp Cái ải này khó Tuy nhiên Ngài đem nó để ở cái ải đầu tiên Ải thứ hai Là biên kiến Chính là đối lập Hiện tại chúng ta ở ngay trong quá trình học tập Sâu sắc có thể thể hội được Phá ngã chấp khó Thế nhưng Nếu như chúng ta có thể buông bỏ đi khái niệm Đối lập này Dễ hơn so với phá ngã chấp Cho nên học trước Cách học của chính tôi là như vậy Trước tiên Học không đối lập với bất cứ người nào Người khác đối lập với ta Còn ta thì không đối lập với họ Việc này rất tự tại Rất an vui Với người Với việc Với tất cả dạng vật Không hề đối lập Tâm bình đẳng Dần dần liền hiện tiền đối với mọi người là bình đẳng không nên đi phân biệt không nên chấp trước trước tiên phải từ oán thân bình đẳng quan trọng nhất đồng tu học phật chúng ta thường nói oán thân trái chủ bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày việc này không phải một đời này quá khứ đời đời kiếp kiếp bạn kết quán với những chúng sanh đó là thật có không phải là giả Quang quan tương báo phiền não rất lớn đây là chướng ngại lớn nhất của sự học phật sát sanh Bạn thiếu người ta cái nợ mạng Thiếu nợ Thì bạn phải trả tiền quan quan thương báo Không hề ngừng dứt Việc này là việc phiền não lớn nhất Cho nên học Phật nếu chúng ta muốn ở ngay trong một đời này thành tựu Mỗi giờ mỗi phút Phải nhớ lấy Quán thân trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay Chúng ta phải đem công đức tu học của chính mình Hồi hướng đến cho họ Hy vọng quan kết Có thể hóa giải Chúng ta cùng đồng tu hành cùng đồng giảng sanh tịnh độ đồng thành phật đạo mỗi niệm không quên trên đạo bồ đề mới có thể được thuận buồm xuôi gió chướng ngại này mới có thể giảm ít chướng ngại phải hoàn toàn có thể hóa giải đó là chân thật buông bỏ phân biệt chấp trước chỉ cần tất cả không phân biệt không chấp trước hoàng gia trái chủ liền có thể hóa giải bạn mới chân thật có thể đạt được sự Gia trị của chư Phật Như Lai Nếu như bạn phân biệt chấp trước Vẫn còn một chút nào đó Hoàng thân trái chủ của bạn Đều dựng ở ngay phía sau của bạn Cho nên Đây là một việc tương đối Không dễ dàng gì Tuy nhiên chúng ta phải có lòng tin Đó chính là nói Tự tánh của chúng ta là Như Lai cho nên Phật xưng tán chúng ta là Phật Lời nói của Phật là lời chân thật Không phải lời giả Mỗi người chúng ta Chân thật đều là Phật Chỉ là hiện tại là Phật mê hoặc điên đảo Hiện tại Phật vẫn đang tạo tác tội nghiệp Phật vẫn chưa tỉnh ngộ ra đây là bổn ý mà phật muốn nói chúng ta hiểu rõ rồi làm thế nào đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ thì đúng cho nên chúng ta gọi là như lai là trong phật pháp nói người thông thường hiện tại thì sao người thông thường gọi là chân lý chân lý ý nghĩa chính là như lai tin tưởng chân lý trong kinh phật chúng ta gọi là tin tưởng tự tánh đều là một ý nghĩa chúng ta đọc xong đoạn văn này biết được tất cả chúng sanh trong tâm phiền não đích thực là đầy đủ vô lượng vô biên trí tuệ đức tướng không thể nghĩ bàn thật có quyết định không phải là giả chư phật bồ tát Hóa thân ở ngay mười pháp giới Công đức Vô lượng vô biên Trong tự tánh chúng ta Thấy đều đầy đủ Chỉ là hiện tại chúng ta Bị phiền não che mất Không thể hiện tiền Không phải không có Giống như vàng Vàng rồng Vàng ở trong mỏ trộn lẫn với cát đá bạn đem cát đá trong mỏ ra bạn không thể nói trong cát đá không có vàng phía trước chúng ta đã nói trong gỗ có lửa bạn đốt thì nó liền cháy lên bạn không thể nói nó không có thế nhưng khi nó chưa được đốt thì trong gỗ bạn không thấy được lửa bạn ma sát thì nó từ từ cháy lên trong các đá này bằng đem nó sàn lược ra Sàn lược thì nó có vàng Không phải nó không có Hiện tại chúng ta phiền não có nghiêm trọng hơn Trong phiền não có trí tuệ đức tướng như lai Cho nên Như lai tạng Ở trong Pháp Đại Thừa Có hai loại lớn không như lai tạng cùng bất không như lai tạng có hai cách nói như vậy như không như lai tạng là nói tâm tánh của chúng ta tuy nhiên tùy duyên nhiễm tình tùy theo thanh tịnh thì gọi là niết bàn tùy theo ô nhiễm thì gọi là sanh tử cái ý này nói Tùy theo chúng sanh sáu cõi Thì gọi sanh tử Tùy Pháp giới bốn thánh Thì gọi là Niết Bàn Pháp giới bốn thánh Là A-la-hán, Bích Di Phật Bồ-Tát Phật Tùy theo các ngài Các ngài là thanh tịnh Tâm thanh tịnh Đều nói là Vì chúng sanh Trong sáu cõi lục phàm Gọi là nội giới cái giới hạn này chính là giới hạn ngay trong pháp giới bốn thánh cùng với sáu cõi đó là phạm phu giới nội pháp giới bốn thánh là phạm phu giới ngoại chính là phạm phu ngoài sáu cõi vì sao gọi họ là phạm phu họ dùng là vọng tâm không phải chân tâm chính là dùng tám thức 51 tâm sở Họ dùng là cái tâm này Pháp giới bốn thánh Vì sao gọi là tịnh độ Tuy là dùng vọng tâm Cái vọng tâm của họ dùng là Rất gần, rất giống Với Phật Hay nói cách khác Giáo huấn mỗi điều họ đều y giáo phụ hành Tương ưng với giới Tương ưng với định Tương ưng với huệ Đây là Pháp giới bốn thánh cho nên hoàn cảnh cư ngụ của họ gọi là tịnh độ, họ không có ô nhiễm, không có tai nạn. Trong phàm phu sáu cõi, trong đó có thiện ác, thiện có quả thiện, ác có ác báo. Nếu như cư dân trên thế giới chúng ta, cư dân trên cái địa cầu này, lòng người đều là lương thiện cái địa cầu này sẽ rất tốt đẹp không hề có chút tai nạn nào hôm nay có một đồng tu hỏi tôi ngày mai ngày kia tôi phải đi đến úc châu mọi người nói với tôi miền nam úc châu đại hỏa miền bắc có thủy tai hiện tại trên địa cầu này Nơi nơi đều có tai nạn Khí hậu khác thường Đó là nguyên nhân gì? Trong Kinh Phật giải thích Thế nhưng rất nhiều người không tin tưởng Cho rằng thế nào? Cho rằng đó là tôn giáo, đó là mê tín Vậy thì còn cách nào? Ở trong Kinh Lan Nghiêm Thế Tôn nói với chúng ta Tai nạn vì sao mà phát sanh? Thủy tai là tham dục phát sanh. Tâm tham là nước. Hỏa tai là sân hận. Cảm ứng. Phong tai là ngu si cảm ứng. Động đất là ngạo mạn đố kỵ bất bình mà cảm ứng phật đã nói như vậy cho chúng ta nghe tóm lại một câu mà nói cảnh tùy tâm chuyển cảnh là sơn hà đại địa bên ngoài sơn hà đại địa là tùy theo lòng người mà thay đổi cách nói này tương ưng với cách nói của các nhà phong thủy thông thường Trung Quốc. Chúng ta, các nhà phong thủy thường nói, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Người có phước, phong thủy ở nơi đây không tốt. Như địa cầu hiện tại, phong tai, thủy tai, hỏa tai, còn thêm địa chấn. Nếu như lòng người thiện, tai nạn này đều không có đều hóa giải khoa học kỹ thuật không làm được ý niệm của con người có thể thay đổi hoàn cảnh chúng ta tin tưởng cái đạo lý này cho nên chúng ta kêu gọi tín đồ tôn giáo trên thế giới người tín ngưỡng tôn giáo mọi người chúng ta đoạn ác tu thiện Phá mê khai ngộ Vì khu vực các nơi tai nạn Trên toàn thế giới mà cầu nguyện Sẽ có hiệu quả Cho dù cực đi xa Cũng có thể có hiệu quả Việc này tiến sĩ Giang Bổ Thắng Đã từng làm qua thí nghiệm Ông ở trong phòng làm việc của ông Ở Đông Kinh đặt một ly nước ly thủy tinh để một ly nước coi điện thoại cho bạn bè khắp thế giới cùng ông nghiên cứu thí nghiệm nước thế giới mỗi nơi đều có cùng đồng một thời gian mọi người cùng cầu nguyện đồng một thời gian tâm điều quán tượng đến ly nước trên bàn trong phòng làm việc của ông. Cầu nguyện 10 phút các nơi trên thế giới cùng là một thời gian Sau đó đem ly nước Để vào trong tủ đông Dịnh âm năm độ Kết thành hoa tuyết Để vào dưới kính hiện di xem Cái kết tinh đó vô cùng xinh đẹp sinh ra hiệu quả đó chính là ý niệm của chúng ta không có cự ly bạn ở bên kia địa cầu họ ở bên kia địa cầu là nước mỹ bạn ở bên kia kỳ nguyện mà hướng về bên đây nó liền khởi cảm ứng ông làm những thí nghiệm này làm được rất hay Chúng ta có thể mang ra dùng Chăm chỉ mà làm Sẽ khởi lên cảm ứng rất lớn Tai nạn có thể hóa giải Nhà tiên tri của Ba Tư năm xưa Nói tháng năm Á Châu có động đất lớn Địa chấn 9,1 độ Đích thực đã được Rất nhiều đồng tu chúng ta Niệm Phật hồi hướng Thật đã được Hóa giải Không phải là không có Tôi có thể sinh ra một sức mạnh Nhà tiên tri ba tư này Ở trước một tuần lễ xảy ra động đất Đã tuyên bố Cái tai nạn này không còn Dũng dĩ ông nói cái tai nạn này Nếu như không xảy ra ở Trung Quốc Khẳng định xảy ra ở Nhật Bản Kết quả vào trước một tuần lễ Tiết lộ ra tin tức này Nói Trung Quốc không bị Nhật Bản cũng không luôn Thật đã không có Cho nên chỉ cần Đồng tu học Phật chúng ta và lúc đó tôi đã thông báo vẫn là các đồng tu tịnh tông học hội toàn thế giới. Mỗi ngày nỗ lực vì việc này mà hồi hướng. Các tôn giáo khác thì gọi là kỳ nguyện. Sẽ sanh ra hiệu quả. Các nơi có tai nạn thì chúng ta phải nỗ lực làm cho nên nghĩ đến ngày trước vào thời xưa khi quốc gia có tai nạn những đế vương đại thần tấm gội trai giới đoàn ác tu thiện đi mong cầu trên trời bảo hộ hóa giải tai nạn nó có đạo lý nó không phải mê tín nó thật có thể sinh ra hiệu quả gặp phải tai nạn lớn đế dương hạ lệnh đại cáo thiên hạ cùng làm việc tốt có đạo lý cùng với trên kinh đã nói là đồng một nguyên lý chúng ta tin tưởng đế dương thời xưa phần nhiều là đệ tử phật thuần thành hòa thượng lễ thỉnh cao tăng đại đức vào cung đình đi giảng kinh dạy học họ hiểu được biết được tai nạn hiện tiền làm thế nào để đối phó bình thường lấy luân lý đạo đức nhân quả giáo hóa nhân dân nhân dân tâm thiện nói thiện làm việc thiện tai nạn liền sẽ không sanh khởi nếu như xem thường đi giáo dục lòng người bất thiện việc làm bất thiện thì tai nạn liền đến thiên tai nhân họa cùng nhau đến nó đều là có quan hệ cho nên chúng ta không thể không biết những đạo lý này sau khi học phật chúng ta ở trong đại thừa giáo dần dần hiểu rõ tâm tánh là bình đẳng cho nên phật dạy chúng ta không nên chấp tướng không những không nên chấp tướng ngay tâm tánh cũng không nên phân biệt chấp trước không những không thể phân biệt chấp trước cũng không nên khởi tâm động niệm vì sao vậy trong tự tánh không có phân biệt chấp trước bằng khởi lên cái thứ này là sai tự tánh là thanh tịnh chúng ta biết được nó không có hiện tượng vật chất cũng không có hiện tượng tinh thần Chúng ta dùng phương pháp gì Để quay lại tự tánh Dùng thiền định Thiền định Hàm nghĩa của danh từ này Thiền là từ tiếng Phạm dịch ra Là thiền na Định là chữ của Trung Quốc Cái ý nghĩa của nó rất gần nhau cho nên dùng cái danh từ như vậy gọi là Hoa phạm hợp dịch Hai chữ này một chữ là dùng tiếng phạn Một chữ là dùng ý nghĩa của Trung Quốc Trong ý nghĩa có thiền, có tịnh, có lượng Cho nên nó là buông bỏ Thế nhưng trong buông bỏ có nhìn thấu Tuyệt nhiên không phải hoàn toàn buông bỏ Buông bỏ là cái gì? Là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Nhìn thấu là gì? Cái gì họ cũng đều biết. Không phải không rõ ràng. Người xưa thí dụ rất hay cảnh giới ở trong thiền định. Cái tâm cũng giống như tấm gương vậy. Chiếu được rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Họ không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cái cảnh giới đó gọi là thiền. Nếu như chỉ có định mà không có cảnh giới Vậy sai rồi Trong cái thiền định đó là gì? Có định, có vô minh Họ cái gì cũng đều không biết Quả báo ở đâu vậy? Quả báo ở tứ thiền trời vô tưởng Cái đạo lý này phải hiểu nếu mà không hiểu mà nói Bạn tu vô tưởng định cho là bạn đang tu thiền Vậy thì đặc biệt sai lầm Vô tưởng định thực tế mà nói cũng không dễ Không nghĩ bất cứ thứ gì Chính là khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước thấy đều buông bỏ Thế nhưng một mảng tối đen Thứ gì cũng đều không biết Đó không phải là thiền Thiền là ở trong tâm Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước tất cả thầy đều biết. Cho nên bạn hỏi họ, thì họ không gì không biết, không gì không thể. Bạn không hỏi họ, thì họ thứ gì cũng đều không biết. Cho nên gọi là bát nhã vô tri. Khi không có duyên thì tâm họ thanh tịnh, tâm như nước dừng. Có duyên bạn tình giáo với họ, thì không gì không biết bát nhã vô tri không gì không biết đó là thiền đem một bộ kinh nào đến hỏi bạn bạn không thể nói là bạn không biết vì thì bạn không phải tu thiền khi tu thiền trong định họ có huệ trong huệ có định định huệ là bình đẳng đó là thiền cho nên huệ là giác thiền định cũng dịch là chỉ quán họ huệ họ mới quán định là chỉ chỉ là gì vậy chính là chỉ vọng tưởng phân biệt chấp trước công phu tu hành này gọi là có lực có chỉ không có quán là sai lầm có quán không có chỉ cũng là sai lầm cho nên phật dạy chúng ta chỉ quán là bình quân bình đẳng mà học tập tánh tướng hai bên đều không chấp trước hai bên đều không phân biệt hai bên đều rõ ràng tường tận rõ ràng đối với lý thể trong triết học gọi là bản thể đối với hiện tượng cũng rõ ràng thể là thật thể là thật có thế nhưng thể nó không phải là hình tướng cho nên nói thể thông thường đều là dùng không để biểu thị cái không này không phải là vô không không là có Vì sao nó nói đó nó là không? Nó không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần. Không phải vật chất, mắt tay bụi lưỡi thân của chúng ta không tiếp xúc được đó. Không phải tinh thần, chúng ta không nghĩ ra nó. Địa lục ý thức là tưởng. Bạn không nghĩ ra nó. Cho nên nói, tâm hành xứ diệt ngôn ngữ đạo đoạn nói thật có nó là bản thể của tất cả dạng pháp dạng sự dạng pháp là từ nó mà sanh ra chúng ta thường dùng màn hình tivi hiện nay để làm thí dụ pháp tánh lý thể chính là màn hình bạn không thể chấp trước nó nó không có thứ gì tướng hiện ra trong màn hình đó chính là mười pháp giới y chánh trang nghiêm còn bao gồm cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai bởi vì nó cũng hiện tướng đều là tướng ở trong màn hình tướng là gì tướng là huyện tướng tánh là chân tánh chân tánh vĩnh hằng bất biến thế nhưng chân giọng Đích thực là hai sự việc Giọng Không thể cùng chân dung hợp với nhau Chân cũng không thể dung hợp với giọng Mỗi mỗi riêng biệt Không chứng ngại lẫn nhau Cũng giống như màn hình TV chúng ta vậy Hình dáng thì rất giống Cho nên nếu bạn biết xem biết xem bạn ngày ngày dùng cái tâm này bà xem dùng loại quán bà xem xem lâu rồi cũng sẽ khai ngộ cũng sẽ bỗng nhiên quán thông cho nên biết được nhiễm tịnh đều không hiện tướng trong màn hình là nhiễm Màn hình là thanh tịnh, không nhiễm. Sắc tướng trong màn hình là không. Còn màn hình thì sao? Màn hình thì bất khả đắc. Hiện tại chúng ta có một cái màn hình có thứ gì là có thể được. Trên thực tế thì sao? Trên thực tế thì đó không phải là vật chất, cũng không phải là tinh thần. Cho nên nó cũng bất khả đắc Gọi là dạng pháp dai không Ở tánh ở tướng Đều không nên phân biệt Đều không nên chấp trước Đó chính là Thường tịch quan Phổ chiếu Đó gọi là không như lai tạng Là từ phương diện này mà nhìn Nếu nói bất công Như lai tạng tâm tánh cụ túc công đức thanh tịnh vô lậu đồng thời cũng đầy đủ nghiệp cảm nhiệm pháp thủ lậu bao tàng hàm nhiếp vô đức bất bội vô pháp bất hiện đi chính là trong hoàng nguyên quán chúng ta. Đoạn thứ hai, đoạn thứ ba đã nói. Bạn không thể nói nó không. Cũng không thể nói nó bất không. Nếu bạn hiểu rõ được chân tướng sự thật nói không thì đúng. Tướng là huyện tướng. Ngay tướng tức không không thể được tánh là chân tánh không phải vật chất cũng không phải tinh thần cũng không thể nào được đó là nói không như lai tạng nó mất không thì sao tướng tuy là huyện tướng huyện tướng không phải không có có huyện tướng từ do đâu mà ra huyện theo chân mà ra cho nên trong chân hàm chứa lấy huyện tướng Cái lý này rất sâu Thế nhưng sau khi hiểu rõ Có sự giúp đỡ rất lớn Đối với sự tu học của chúng ta Con người sống ở thế gian Không thể không cầu nguyện Cho nên trong tám khổ Có cầu bất đắc khổ Bạn có cầu nếu như sau khi bạn đem sự tướng làm cho rõ ràng rồi, liền buông bỏ cái tâm cầu nguyện. Chân thật làm đến được cái gì? Không tranh với người, không mong ở đời. Vì sao không cần phải tranh, không cần phải cầu? Bạn thấy đều đầy đủ hạ tất đi tranh, hạ tất đi mong cầu. Nếu bạn đi cầu, đi tranh, nếu thật có thể cầu mà được, tranh mà được. Phật cũng sẽ bội phục bạn Bạn tranh không được Bạn cũng cầu không được Cái bạn tranh, cái bạn cầu Là trong tự tánh của bạn vốn sẵn có Đương nhiên tự tánh vốn có Phải kiến tánh mới có thể có được thọ dụng Không kiến tánh không có được thọ dụng Khi chưa kiến tánh Mà bạn tranh được cầu được Chúng ta thường nói trong mình của bạn có Trong bạn có đó là nghiệp Nghiệp trong đời quá khứ Và bạn đã tạo Trong đời quá khứ Tu tại bố thí Ngay đời này bạn được tài phú Bạn tranh cũng tốt Không tranh cũng tốt Bạn đều có được Tranh cũng có thể được Không tranh cũng có thể được, có thể được. Bạn hiểu rõ điều này rồi về hạ tất phải tranh Thì cũng nên tranh Thế nhưng khi không tranh Có được lại càng nhiều khi tranh có được lại càng ít Vì sao vậy? Tranh là phiền não Bạn mang theo phiền não Sẽ làm cho phước báo của bạn Dần bị tổn giảm Thì lộ vốn Cho nên không tranh có được thì nhiều Tranh có được lại ít Hiện tại mọi người nói cạnh tranh Sai lầm Trong mạng của họ Có tiền của Một trăm tỷ Bởi vì họ tranh nên bị trừ đi phân nửa Đại khái chỉ có được 50 tỷ Chính mình cho rằng rất tốt Khi thật đã lộ hết phân nửa Nếu như họ không tranh Mà nói sẽ tăng thêm Trong mình 100 tỷ Có thể đạt đến 120 tỷ Hạ tất phải tranh Tranh là khuyết đức Cho nên không dùng cạnh tranh Không cần tổn hại người khác phá hoại người khác không nên dùng cái thủ đoạn này cái của bạn được càng ngày càng nhiều Bắc Kinh có một vị cư sĩ tên Hồ Tiểu Lâm Khi tôi dẫn Kinh hiểu được cái đạo lý này Ông làm buôn bán Vì trước là cạnh tranh Nghĩ hết cách để phá hoại đối thủ cạnh tranh Đi đã kích người Nhục mạ người Hiện tại hiểu rõ được đạo lý này đối với cạnh tranh đối thủ tán tháng không tranh trái lại thì sao trái lại buôn bán của chính ông so với lúc trước khi gió bão kim dung đến ông một chút tổn thất cũng không có ông nói với tôi hiện tại thân tâm an vui không hề có phiền não này không lo buồn buôn bán tăng hơn năm trước 45%. Ông có nghĩ cũng không ra. Dũng dĩ cho rằng người nhà bạn bè đều nói với ông ông không cạnh tranh với đối thủ. Buôn bán của ông làm sao mà làm? Chính ông nói với người nhà bạn bè của mình tôi làm một năm thử nghiệm xem. Một năm này phải bù lỗ tôi thấy cũng không hề gì tôi sẽ làm thử nghiệm xem kết quả không hề nghĩ đến những đơn đặt hàng vượt qua năm trước nói với tôi phật pháp thật hữu dụng phật pháp dùng trong thương nghiệp sẽ phát tài bà có nói thật hay không là thật vì sao vậy bạn làm việc buôn bán này bạn thêm đức hạnh vào trong đó Thì làm sao mà không phát tài Bạn không hiểu được cái đạo lý này Ngày ngày tranh với người phá hoại người khác Trong công việc làm ăn của bạn lại thêm vào tội ác Bạn tranh và không tranh đều là trong mình của bạn Đã có Thêm vào tội ác thì khẳng định là tổn giảm Thêm vào công đức Khẳng định là hướng lên trên đó là Phật Pháp dùng ở Trong thương nghiệp Không luận dùng ở nơi nghề nghiệp nào Điều sẽ mang đến cho bạn Lợi ích không thể nghĩ bàn Cho nên Phật chính là dạy người không tranh Dạy người giữ bổn phận Dạy người tích công bồi đức Tích công bồi đức Không những trong đó có trí tuệ trong đó đồng thời có của cải không gì không có cho nên học phật mới là người chân thật thông minh người chân thật giác ngộ trong bất không như lai tạng giải thích nguyên lý nguyên tắc này cho chúng ta công đức thanh tịnh của chúng ta đầy đủ ô nhiễm phiền não không thanh tịch cũng đầy đủ vấn đề là chúng ta phải dùng như thế nào phía ô nhiễm thì chúng ta không dùng nó thanh tịnh bên đây thì dùng nó vậy thì đúng rồi vậy thì không sai cho nên gọi là bất không như lai tạng đó là thể của pháp tánh Pháp tánh năng sanh Pháp tướng. Pháp tướng chính là mười Pháp giới y chánh trang nghiêm. Cũng chính là cõi thật báo độ của chư Phật. Đó đều là thuộc về tướng. Phần tánh tướng là một, không phải hai. Hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ học tập tới đây thôi. Lần này bởi vì có nhận lời với Tổng Lý Úc Châu Ngày mai tôi phải rời khỏi Bởi vì lần này chúng ta dự định vẫn chưa nói xong Tôi nghĩ khi tôi từ Úc Châu trở lại sẽ tiếp tục giảng Cảm ơn mọi người Cầu chúc mọi người năm mới tốt đẹp chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông Tịnh Tông Học Hội Úc Châu Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ Địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ A Gmail.com Diễn đọc Phật Tử Thiện Quang Nguyện cả Thầy Chúng Sanh Đều tín niệm Di đà đồng cầu sanh vì nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh vì nước cực lạc